thể giải thích được khá hợp lý, có thể hẹn hò trong tình bạn được. Sống với nhau suốt cả một cuộc đời, rồi tới giờ phút tình ái mang màu sắc giới tính và khiến cho một người có thể bị thu hút. Rồi những cái công việc hàng ngày của họ, những tính cách, những cái hành động của họ sẽ được thể hiện ra hết. Lúc đó là trong cái khoảng thời gian mà sống thử với nhau, sống chung với nhau hay không hòa hợp thì đó là một cái nhận thức của mỗi người. Và sống thử nhất thiết tất nhiên là không thể nào một ngày hai ngày được. Nếu mà hợp nhau thì chúng ta tiến đến hôn nhân thì không nói gì. Còn nếu mà không hợp nhau hoặc là phát hiện ra những cái chân tướng, cho nên nếu chỉ tìm hiểu nhau chỉ trong đôi ba tháng, đôi ba năm cũng rất cần thiết để ta có một cái quyết định. Hiển thánh và hôm nay chúng ta không còn chân phước Teresa Calcutta nữa, chúng ta có thánh Teresa Calcutta được kính vào ngày 5 tháng 9 hàng năm. Và tạ ơn Chúa vì giới trẻ Tân Hương được nhận mẹ là mẹ quan thai. Em mọi người có muốn mình làm nóng không khí lên chút không? Làm nóng chút xíu ha. Giờ em đặt câu hỏi. Câu đầu tiên, con trai có cái gì quý nhất? Dạ, anh này giờ rất là nhanh, anh là con trai anh phải biết thôi. Dạ, mời anh. Con trai có ngọc quý nhất. Cảm ơn anh ạ. Chúng ta hay gọi đó là ngọc, ngọc trai. Có ai cảm thấy bất mãn không? Em hỏi câu tiếp theo, có các anh thì phải có các chị. Không biết là cái cơ quan nào là cơ quan quan trọng nhất của các chị phụ nữ ạ? Tay không? Anh gãi đầu. Cơ quan quan trọng nhất của chị em phụ nữ ạ? Trời, cái này mà không biết là ảnh hưởng tới quyền lợi lắm. Em mời anh. À, anh được chỉ điểm chứ anh không có giơ tay. Dạ, hội phụ nữ.
chị hội phụ nữ. Dạ, tạm chấp nhận được hội liên hiệp chị em phụ nữ ạ. Dạ, đó là cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ. Phụ nữ đừng có quên nha, mất quyền lợi. Em thấy các anh có ý tưởng khác. Em hỏi là câu này nó hơi xúc phạm một chút, nhưng mà mọi người cứ yên tâm nè, em không có hỏi hỗn láo đâu. Cái gì mà có thể đánh ba, đánh chị, đánh mẹ, đánh em, đánh thầy? Cái gì mà dám đánh ba, đánh chị, đánh mẹ, đánh em, đánh thầy? Rồi cái anh ở dưới anh giơ tay nữa, nhưng mà em không có cho đâu, người khác đi. Dạ, ở dưới đây cô ạ. À, cô, đó là tiếng chuông của nhà thờ giáo thức cho các bà mẹ là đến giờ đi lễ, báo cho các con và viên gia đình đi lễ. Ý tưởng này rất là hay, mọi người đồng ý không ạ? Dạ đồng ý, con tặng con một món quà. Mình còn một đáp án khác nữa, ai nghĩ ra ạ? Ý của cô rất là hay, tiếng chuông đánh lên và tất cả mọi người đều nghe. Dạ mời chị. Cảm ơn, cảm ơn. Đánh răng đúng không ạ? Dạ cái gì? Bàn chải đánh răng. Dạ vâng, đúng rồi, các bàn chải đánh răng ạ, à. Cảm ơn chị. Dạ, bây giờ ở trên thế giới thì các anh chị biết là có rất nhiều các loại bệnh phải không ạ? Trên thế giới bây giờ nhiều bệnh lắm. Và không biết là mọi người có biết là bệnh gì mà bác sĩ phải bó tay không ạ? Ô, em thấy nhiều cánh tay rồi đó. Dạ, em mời anh đây dự. Dạ thưa, đó là bị gãy tay. Dạ đúng rồi, bị gãy tay nên bác sĩ bó tay ạ. Cảm ơn anh. Một câu cuối cùng nhé, trên tay em còn một món quà nữa. Rồi, em xin hỏi các anh chị, đó là xã nào là đông nhất? Xã nào là đông nhất? Dạ em mời chị gái. Xã đông nhất là xã Hồ. Lô. Dạ, mục đích của em đặt những câu hỏi nãy giờ đó là em muốn mọi người có một cái nhìn khác về vấn đề mình hỏi, phải không ạ? À? Trời, hồi nãy vừa mới hỏi là con trai cái gì quý nhất, mấy anh ngồi mấy anh bẻn lẻn quá chừng luôn. Dạ, em đâu có hỏi cái gì mà mấy anh bẻn lẻn dữ vậy. Chúng ta đang nghĩ vấn đề bị sai đi á. Vậy thì em muốn là những câu hỏi vừa rồi làm cho chúng ta có một cái nhìn khác khi nhìn một cái vấn đề. Vậy thì em xin hỏi là hôm nay chủ đề của chúng ta là gì ạ? À? Hẹn hò trong tình bạn. Hẹn hò trong tình bạn liệu có phi lý không? Em mời một người phỏng vấn, cho em thêm quà đi. Hẹn hò trong tình bạn, ai cảm thấy nó phi lý ạ? À? Rồi, ai cảm thấy là có thể giải thích được câu đó ạ? À? Một câu cuối cùng. Ai cảm thấy mình có thể giải thích được khá hợp lý, có thể hẹn hò trong tình bạn được? Dạ, mời chị. Cho em xin một phần quà trước nha. Em mời chị. Mình chỉ nói theo cách mình nghĩ thôi. À, trong tình bạn cũng cần có cái sự hẹn hò. Hẹn hò đây là mối quan hệ giữa bạn bè. Đôi khi nó cũng có những cái câu chuyện, những tâm tư, tình cảm, những khúc mắc. Và khi mà chúng ta mà người bạn của mình mà chưa hiểu mình vấn đề gì đó, thì đôi khi những dòng tâm sự, những cái buổi hẹn hò đó giúp cho chúng ta có thể là hiểu nhau hơn. Mình nghĩ như vậy. Em hỏi thêm một ý, chị có bao giờ nghĩ từ tình bạn có thể thành tình yêu được không? Khi mà cái tình bạn nó đối với khi là một người khác giới, đó là khác giới, tình bạn trong khác giới, có thể cái mối quan hệ tình bạn nó rất là thấm thiết, nhưng mà nếu như mà nó đó là khi nào nó đủ chất và nó chuyển sang một cái giai đoạn mới thì tình bạn vẫn có thể trở thành tình yêu. Cảm ơn ạ, xin cho chị một chàng pháo tay và một phần quà. Và đáp án của em là em không có đáp án. Tại vì buổi hôm nay là buổi của ai ạ? À? Xin mời cộng đoàn đến với cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, đặc trách ban mục vụ gia đình của giáo phận Sài Gòn. Chị em, hôm nay đông quá ha. Cái đề tài của chúng ta được dẫn nhập bằng những cái câu đối vui khi nãy rất ý nghĩa đấy. Câu đối vui đầu tiên
đối với các anh cái gì là quý nhất? Câu thứ hai, cơ quan nào của các chị là quan trọng nhất, làm cho ta liên tưởng lên đến vấn đề khác biệt giới tính, phải không? Nhưng mà đó là những câu để nhằm đánh lạc hướng, nhưng mà cũng để dẫn vào trong cái đề tài của chúng ta, hẹn hò trong tình bạn. Dĩ nhiên tình bạn ở đây là tình bạn trong đó có tố chất khác biệt giới tính, khác biệt về giới thì có thể đúng hơn. Bởi vì có thể hai anh cũng có hẹn hò, hai chị cũng có thể hẹn hò. Người ta phân biệt cái chữ gender, chữ giới, với chữ sexuality là tính dục, khác nhau. Một đàn nhắm tới chiều kích tương quan xã hội, tương quan về giới, gender, thì không nhất thiết là cứ phải là một nam một nữ, mà vẫn có thể là một nam và một nữ một nữ. Cho nên hôm nay chúng ta nói về vấn đề hẹn hò thì đừng nghĩ ngay tới là một anh và một chị đi ra quán cà phê, hay là tới một cái tiệm ở bên bờ sông vắng vẻ, mà cũng có thể đó là hai anh hoặc là hai chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu bằng xem một cái clip nhỏ này để chúng ta được dẫn vào trong cái tâm tình của cái bài nói chuyện hôm nay nhé. Phòng bì đỏ là cái gì vậy? Hôn lễ được cử hành tại giáo xứ Thánh đường Giáo xứ Tân Hương. Cái nắm tay cũng là chia tay. Phố cũ chật chung, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm câu hát còn thơm.
chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai trăng đầu non. Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời. Khung cửa nào bình yên, tôi nhốt một đời. Thơ ngập ngừng thương nhớ, cơn bão ngoài khơi. Vẫn van xin đời, vẫn van xin người đừng phụ tôi. Vâng, xem cái này, trả lời cho tôi hai câu hỏi. Thứ nhất, đây có phải là một cuộc nhậu giữa mấy ông với nhau không? Thứ hai, ý nghĩa của cái nắm tay và cái bắt tay khác nhau hay giống nhau ở chỗ nào? Và câu hỏi thứ nhất, ai giơ tay trả lời? Đây có phải là cuộc nhậu giống như là các ông hay ngồi ở bờ kè hay là ở bờ sông nhậu với nhau chiều chiều không? Dĩ nhiên, nếu mà nói về cái chuyện ăn thì giống nhau, nhưng mà nó khác nhau chỗ nào? Rồi, xin mời cô, mời chị. Khác nhau chỗ nào? Thưa thầy á, theo em nghĩ khác nhau ở trên bàn nhậu ở đây á, đó là nó có cái mối quan hệ, đó là nó sâu hơn và nó tình cảm nhiều hơn là so với nhậu. Nhậu là chẳng qua là trên bàn nhậu có thể là những ông bạn, những cô bạn cùng rủ nhau, chẳng qua chè chén rất là cho vui thôi. Nhưng mà còn trong cái tình cảm mà có sự tình yêu trong đó thì nó lại khác. Đó là cuộc hẹn hò đúng chất đúng nghĩa. Đúng vậy, cảm ơn. Vỗ tay chào mừng hai người bạn mà chỉ thuần túy là bạn, trong tình bạn vẫn có thể hẹn nhau đi nhậu. Hai người bạn ấy cũng có thể là bạn thân, tức là nó trao đổi với nhau những chuyện rất là sâu kín, những chuyện rất riêng tư mà người thứ ba có khi không thể, mà họ tin tưởng nhau, họ có thể trao đổi với nhau. Nhưng mà ở đây nó khác ở chỗ là dẫu là hai người đồng giới mà cái tình cảm giữa họ không chỉ là tình bạn thuần túy, nó còn mang sắc thái về giới. Cho nên ở đây các bạn phân biệt giới và tính khác nhau. Trong ta là con người sinh ra đời, tới tuổi dậy thì bắt đầu có những cái hiện tượng lạ mới xuất hiện, đó là tính dục. Con trai có tính dục của con trai, của đàn ông. Con gái có tính dục của phụ nữ. Cho dẫu cơ quan khác nhau, không phải cơ quan của người phụ nữ, mà là cơ quan của người phụ nữ và cơ quan của người con trai, người đàn ông khác nhau, nhưng mà xét về mặt tâm lý, tình cảm cũng như cái bản sắc về giới có thể khác. Từ tuổi dậy thì trở đi thì dường như con trai con gái bắt đầu nó có cái ý thức bẽn lẽn hễ mỗi lần liên hệ tới vấn đề giới tính. Có cái gì đó nó lạ lùng, nó thu hút nhưng mà cũng bẽn lẽn. Vừa muốn tách xa, vừa muốn lại gần. Cái đó ta gọi là mang sắc thái về giới trong tình bạn. Và ngược lại, khi một người nam, một người nữ là bạn với nhau,
mà chỉ thuần túy là bạn cũng có thể đi ăn đi uống với nhau. Nhưng mà cái tình cảm của hai người thuần túy là bạn nó khác với hai người khi nãy ở trên màn ảnh, phải không? Bạn bè thuần túy. Cho nên ở đây cha muốn nói, ở trong cái thế giới loài người chúng ta ở đây nè, trên trái đất này nè, nói về tình thì thường có ba loại tình bạn. Muốn nói tình bạn thuần túy, tình ái hay ái tình, đó là mang sắc thái về giới rồi đấy. Có thể đồng giới theo nghĩa thể chất, nhưng mà theo về nghĩa tâm lý là vẫn khác biệt, giống như hai nhân vật khi nãy trong phim. Và một tình thứ ba là tình yêu. Các bạn có người thắc mắc, thế thì ái tình với tình yêu có khác nhau không? Khác. Bây giờ ai có thể nói cho cha nghe coi, tình bạn khác tình ái, tình ái khác tình yêu chỗ nào? Tình bạn đây là muốn nói tình bạn thuần túy. Có thể một nam một nữ vẫn là tình bạn thuần túy chứ không có tình ái. Còn tình ái thì cũng có thể giữa hai người nam, nam nữ, nữ cũng có thể có tình ái. Chưa nói đến chuyện tình dục nha. Còn tình yêu, tình yêu là cái chi? Hai cụ già sống với nhau suốt cả một cuộc đời, rồi tới giờ phút lâm chung, một người ra đi, người kia cảm thấy như là trời đất sụp đổ, nghĩa là không còn cái gì để tựa nương. Cái đó có phải gọi là tình ái không? Hay là tình gì? Vậy thì ai có thể cho cha phân biệt được ba cái loại tình này ở trên cái thế giới này của chúng ta? Tình bạn khác tình ái chỗ nào? Tình ái khác tình yêu chỗ nào? Và ở trong đời sống lứa đôi đó, thì cần cái thứ tình nào trong ba thứ tình này? Đó là câu hỏi. Ai trả lời được? Về câu hỏi thứ nhất, tình bạn khác ái tình chỗ nào? Rồi, mời Mai. Alo, con chào cha, con chào cộng đoàn. Cha ơi, cho con trả lời câu sau được không cha? Rồi, cũng được. Con thấy hơi bối rối với câu đầu. Con nghĩ là tình ái với tình yêu thì nó khác nhau ở chỗ là tình ái mang màu sắc giới tính và khiến cho một người có thể bị thu hút về giới với một người nào khác. Có thể là cả hai cùng bị thu hút hoặc là chỉ là một trong hai thôi. Và nó làm cho mình có mong muốn chinh phục hoặc là tiếp cận với người đó. Trong khi tình yêu thì con nghĩ là nó phải có tình nghĩa trong đó, phải có một tình yêu cũng là sự thu hút giữa hai người, nhưng con nghĩ là phải đẩy người đó đến một cái mức độ là mình muốn hy sinh, mình muốn hy sinh để làm cho người kia được hạnh phúc. Cảm ơn, xuất sắc. Cho một tràng pháo tay cho Mai, người dẫn chương trình. Rất là có duyên tuyệt vời của chúng ta và trả lời rất là đúng và xuất sắc câu này. Người ta gọi là Eros. Eros là tên của một vị thần Hy Lạp hồi xưa, là diễn tả ở trong hình ảnh là trái tim bị mũi tên bắn đâm thủng. Khi mà chúng ta bị rơi vào cái bẫy tình, bị tiếng sét ái tình, thì cái trái tim của ta nó rỉ máu, giống như là bị một mũi tim bắn xuyên thủng qua vậy. Ta như là bị tê liệt hoàn toàn, bị tiếng sét ái tình làm ta tê liệt hoàn toàn. Cái đó là ái tình. Nhưng mà ái tình vẫn chưa phải là tình yêu. Nhưng mà ta thử nhìn sâu vào trong cái gọi là ái tình, trong cái cuộc hẹn hò của hai người bạn khi nãy trong cái clip, cái nắm tay, đó là ái tình phải không? Hay là tình bạn thuần túy?
đó là ái tình. Ái tình nó biểu lộ ra cái sự hấp dẫn, sự thu hút, sự muốn chiếm hữu, sở hữu nhau. Cho nên trong tương quan giữa hai người mà về tình ái thì có cái sự mỗi một ngày đến gần nhau hơn, đến cái mức thân rồi mật. Bởi vì cái cùng đích cuối cùng của ái tình của Eros là gì? Một xương một thịt. Đó là cùng đích cuối cùng mà thiên nhiên tạo hóa đặt ở trong người nam và người nữ khi mà bước vào trong tình ái. Khi chúng ta bị fall in love, bị rơi vào trong cái bẫy tình, thì những cái bước tự nhiên của nó đó là hai người mỗi một ngày mục tiếp gần đến nhau hơn. Nghĩa là mỗi một ngày tìm cách để thân nhau hơn, rồi tới một cái mức trở nên thân mật, tới đến nỗi không còn là hai mà là một xương một thịt. Đứa em của cha, em rể khi nó mới quen đứa em gái cách đây mười mấy năm, nó mới quen được dẫn về nhà giới thiệu cho má, cho ba, cho bà ngoại, xong cái nó ngồi sụp xuống, nó chụp chân bà ngoại, nó vuốt ve rồi nó massage cho bà ngoại liền, kêu bà ngoại, kêu ngoại luôn. Rồi sau đó gặp ba mẹ của người bạn gái cũng kêu ba, kêu mẹ tỉnh bơ, không có ngượng miệng. Rồi thấy thằng bé cũng dễ thương, rồi ba mẹ thấy thôi cũng được, thôi cũng chấp nhận mà không có phản đối gì. Thế là nó chiếm cảm tình từ 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 từ. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi người ta yêu nhau, người ta thương nhau, người ta muốn đến với nhau, người ta muốn nên một với nhau, thì dần dần cái khoảng cách thu ngắn, cái sự thân tình mỗi ngày một đậm đà, tới một cái mức cuối cùng của nó về mặt tự nhiên, đó là nên một, nghĩa là hôn nhân. Cho nên ái tình tự nó là hướng tới nên một xương một thịt, mà một xương một thịt là định nghĩa của hôn nhân. Do đó cái hẹn hò giữa hai người theo nghĩa mang sắc thái về giới tính thì nó rơi vào trong cái phạm trù thứ hai, Eros. Cái mục đích cuối cùng của nó là đi đến nên một. Cái mũi tên đó là mũi tên để bắn xuyên thủng và đồng thời để ghim hai trái tim thành một. Cho nên ai chơi với tình ái mà không biết cái mục đích cuối cùng của nó là để một ngày nào nên một, thì coi chừng có khi chính mình bị bắn trúng tim, bắn trúng trái tim hồng của mình. Mình bị thương đầu tiên. Do đó khi mà rơi vào trong tiếng sét ái tình thì nó còn đòi một cái yếu tố nữa để có thể gọi là tình yêu. Đó là yếu tố của lý tính. Trong tình yêu đừng nói là không có lý trí nha. Bởi vì cái chọn lựa, tình yêu nó có cái chọn lựa. Mặc dầu của trái tim chứ không phải chỉ là của thuần túy lý trí, nhưng mà trái tim nó có cái lý của nó, và nó cũng có cái tự do, cái chọn lựa của nó. Cho nên vì ái tình cùng đích là hướng tới nên một xương một thịt, nghĩa là mục đích tự nhiên của nó là hướng tới hôn nhân. Do đó mà nó có sự lựa chọn một cách tự do ở trong đáy sâu của tâm hồn đối với đối tượng của mình. Các anh chị đang học lớp giáo lý hôn nhân đó, chắc cũng có cái mục đích là hướng tới chuyện hôn nhân. Thì thấy như vậy có đúng không? Mặc dầu là cũng có cái giai đoạn bị tiếng sét ái tình, rồi tình yêu lôi cuốn cuốn hút mỗi ngày một đậm đà và tiến đến sự thân mật với nhau hơn, rồi cuối cùng cái gì tới phải tới. Còn cái đó mà không tới thì chắc chắn rồi một ngày sẽ phải chia tay. Đôi bạn hồi nãy trên cái clip cái nắm tay,
đó là ái tình. Nhưng mà cuối cùng không thể đến với nhau nên một xương một thịt. Trên cái nắm tay trở thành cái bắt tay, chia ly. Vì hai người đồng giới, dẫu có xảy ra tình yêu, dẫu có fall in love, không bao giờ có thể tiến tới cái cùng đích tự nhiên, đó là nên một xương một thịt. Vì tạo hóa đặt ra cái khác biệt giới tính, nhưng mà đồng thời trong cái quy luật về sinh học, sinh lý học, cái khác biệt đó để bổ túc và đồng thời để sinh hoa kết trái, nghĩa là tạo ra sự sống mới. Đó là còn cái khác biệt tính dục ở nơi người đàn ông và người đàn bà là cuối cùng hướng tới sự nên một. Và cái sự nên một đó là phong nhiêu, nghĩa là hướng tới sinh sản. Cho nên mục đích của hôn nhân, mà cũng đồng thời là mục đích của khác biệt tính dục nam nữ mà tạo hóa đã thiết dựng đặt ở trong thân xác và tâm hồn người nam và người nữ, là hướng tới cái việc sinh sản. Nên Chúa dụ hay lắm. Jeremia nói là Chúa đã dụ dỗ tôi và tôi đã để cho Chúa dụ. Và tất cả chúng ta cũng đều vậy cả. Cha đi tu nè thì cũng một thứ bị dụ dỗ. Thật vậy á, nhìn lại cái thước phim quãng đời của mình, khi từ còn trẻ cho tới ngày mình quyết định mình đi tu sống đời độc thân dân hiến, nhìn lại cũng thấy rõ ràng là Chúa dẫn từng bước, Chúa dụ từng bước. Lớn lên chưa có đi tu ngay đâu mà cũng chưa nghĩ đến chuyện đi tu, mãi tới 27 tuổi mới bắt đầu có ý định, có ý nghĩ, và 33 tuổi mới thực sự tu, nghĩa là bước vào đại chúng Việt. Cho nên khoảng thời tuổi trẻ ở không làm gì các bạn, không yêu thì làm gì, không yêu thì lỗ. Năm lớp 12 đã bắt đầu biết cảm xúc thế nào là yêu. Cái ngày hôm đó đi chơi với lớp, với cô giáo chủ nhiệm ở núi Châu Thới ở Biên Hòa nè, chiều về cách đây 30 mấy năm rồi. Trên cái con dốc của đường Điện Biên Phủ đi tới chỗ Đinh Tiên Hoàng đó, con dốc nó đi lên đó. Hồi xưa không có xe gắn máy, trong cái đám bạn đi chơi chỉ có một đứa là bạn của cha chở cha bằng chiếc Honda Dam, còn cái đám kia đi xe đạp hết, đi với cả cô giáo cũng vậy. Cho nên khi bắt đầu lên cái dốc thấy phì phò đạp, nhìn qua cô bạn mà mình để ý từ đầu năm tới giờ và cổ chắc cũng để ý tới mình, quay qua hỏi kéo không, cô gật đầu liền kéo, thế là mình chụp tay liền kéo, ngồi trên Honda để kéo chiếc xe đạp kia lên, lên đến đỉnh dốc rồi mới chịu thả tay ra. Tôi đã về mất ngủ. Lần đầu tiên nắm tay con gái lâu mà cả hai cùng đê mê trong vòng mười mấy, 20 giây. Rồi thằng bạn của cha nó khám phá ra là lúc mà chia tay ở cái hẻm nó đi vào, mày có thấy không? Thấy gì? Không, không thấy. Tao ngoáy đầu lại thấy nó làm vậy nè. Lại càng mất ngủ nữa. 18 tuổi bắt đầu biết thế nào là cái nắm tay, thế nào là cảm xúc giới tính, thế nào là yêu. Thật ra đây là tình ái chứ chưa phải là tình yêu. Bởi vì sao? Một năm sau là tự động giãn dần vì hoàn cảnh. Thứ nhất, mình còn quá trẻ để không thể nghĩ tới chuyện đến với nhau. Thứ hai là vì hai hoàn cảnh quá khác biệt. Một người đi ngã đông, người đi ngã tây, người vào cao đẳng, người vào đại học. Rồi việc học lôi cuốn, rồi bắt đầu mình cũng có những cái kinh nghiệm đời và nhìn đến những bậc đàn anh đàn chị đi trước, thấy mình quá khác biệt. Cái khoảng cách không gian cũng như hoàn cảnh không cho phép thường xuyên gặp nhau, lâu lâu mới có thể gặp nhau một lần.
và tình cảm nó cũng vơi dần tới một ngày lại xuất hiện một bông hồng mới. Lần này thì kinh nghiệm hơn, không phải nắm tay dụ dỗ mà thực sự cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo trong thành phố Sài Gòn sau những buổi tập hát ca đoàn. Nhưng mà rồi cũng một năm sau, nàng vào dòng tu, chàng thất tình. Chàng cũng tìm hiểu một dòng tu, nhưng mà tìm hiểu được một năm rồi cũng thôi. Đấy, thời gian tôi trẻ cho chàng một cái kinh nghiệm thế nào là tình cảm, thế nào là tình cảm khác biệt giới tính, thế nào là tình ái. Nhưng mà nghĩ kỹ lại vẫn chưa phải là tình yêu. Mới hai cái love story rất là nhẹ nhàng, phiên phiến. Cái love story thứ ba nó mới đậm đà. Nhưng mà thôi cái đó tập 3 không có kể, đợi dịp khác kể. Chia sẻ một chút để cho các bạn thấy rằng là thật sự ai là người, Chúa dựng nên là nam là nữ, đều có cái chuyện ấy ở trong ta, ở trong con người của ta hết. Cái chuyện về giới đó mà, giới tính đấy. Và kèm theo cái tính dục của nó là cái gì, nó làm cho ta xáo động và nhiều đêm trằn trọc không ngủ, khó ngủ lắm. Tính dục là một chuyện, và cái cảm xúc đi theo trong cái tương quan giữa một người với một người, thông thường thì giữa một nam với một nữ, nó khó tả lắm. Nhưng mà phải có cái khác biệt về giới tính đó thì ta mới nói đến chuyện hẹn hò. Cái đề tài mà hôm nay chúng ta đang cùng nhau trao đổi. Trong khi được thu hút với nhau, gọi là cái thích ban đầu, nó chính là cái cảm giác hấp dẫn thu hút đấy. Thì ta phải tạo điều kiện cho nó để mà cả hai cùng khám phá nhau. Cho nên không có những cái hẹn hò nghĩa là riêng tư chỉ hai người và một nơi hoàn toàn không có ai quấy phá, không có ai làm cho ta bị chi trí lo ra, mà chỉ hai tâm hồn. Nhưng mà không phải chỉ có hai linh hồn đâu, mà còn hai thể xác nữa. Vì bản chất của tình ái, ái tình là sự thân mật mỗi ngày một hơn. Cái nắm tay là một cái hành vi biểu trưng, nói lên cái chuyện tôi muốn là em muốn là tôi, nghĩa là một với nhau. Cái sự thân mật qua cái nắm tay là cái biểu lộ đầu tiên. Rồi từ từ tới những cái biểu lộ sâu hơn của cái tình cảm thân mật. Từ đó qua bắt đầu những cử chỉ âu yếm, những cái nhìn nồng cháy, rồi nụ hôn, bắt đầu là hôn má, rồi có lúc nào đó tới hôn môi. Tất cả những cái đó là những cái giai đoạn từ từ để diễn tả cái sự thân mật mỗi ngày một đòi hỏi nhiều hơn của Eros, của tình ái. Nhưng mà chuyện này ngày hôm nay chúng ta khám phá ra rằng vẫn có thể xảy ra giữa bất cứ ai, không nhất thiết cứ phải là một nam một nữ. Mà thông thường mà nói thì tạo hóa dựng nên cái quy luật tự nhiên là giữa một nam một nữ. Nhưng mà vẫn có đó một số ít anh em, chị em của chúng ta không có cảm xúc được với người khác giới, mà chỉ cảm thấy cảm xúc nhiều hơn, hấp dẫn nhiều hơn với người đồng giới thôi. Số đó không nhiều nhưng mà có. Khi xưa không có truyền thông, ta không có khám phá ra được những chuyện này ở trên màn ảnh công khai, không có internet, ta chỉ nghe nói chút chút, và người ta cũng ngại ngùng mà trao đổi với nhau những chuyện này. Nhưng ngày hôm nay chúng ta biết rằng nhờ qua cái phương tiện truyền thông, và ngày hôm nay người ta cũng đề cao chủ nghĩa cá nhân tự do nhiều hơn, cho nên ta thấy rằng có một cái giới như vậy trong chúng ta. Và cái thái độ nhân văn, thái độ bác ái là chúng ta phải nhìn nhận và tôn trọng người ta, tôn trọng cái cảm xúc của người ta. Cho dẫu người ta
là số ít. Người ta khác mình, nhưng điều đó không có nghĩa là người ta bị là một con người bị hạ thấp giá trị hơn mình. Và cũng phải biết cảm thông với họ là vì họ rất là khó khăn và họ cũng rất là đau khổ. Đấy, hẹn hò mang sắc thái khác biệt về giới. Giới kèm theo đó là không phải chỉ về khác biệt cơ quan sinh dục, mà là khác biệt về cái bản sắc giới tính. Xét về mặt tâm lý xã hội nhiều hơn, người ta gọi là gender. Ngày hôm nay giáo hội hướng dẫn chúng ta đồng hành với mọi anh chị em và phải tôn trọng anh chị em, cái khác biệt của mỗi anh chị em, nhưng mà vẫn minh định một số điều quan trọng. Ở trong đó rất tiếc phải nói thẳng sự thật rằng tình ái giữa những người đồng giới rốt cuộc không đi đến được cái cùng đích cuối cùng của nó, đó là hôn nhân, sinh sản, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, đi với nhau suốt cuộc đời bất khả phân ly, mà chỉ có thể xảy ra giữa một người nam và một người nữ để đạt được cái cùng đích ấy mà thôi. Hai anh, hai chị mà nếu có yêu nhau thì cũng không thể đạt được cái mục đích cuối cùng đó. Cho nên có thể nói họ khác rất nhiều người đại đa số và họ đau khổ. Thế thì có người đặt vấn đề, vậy thì đi tu quách cho rồi. Thưa các bạn, đi tu cũng không dễ đối với thành phần này. Tại sao vậy? Bởi vì đi tu nó là một ân gọi, chứ không phải bất cứ ai muốn là được. Chúa gọi thì mới có thể đi theo Chúa sát gần hơn. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế mà nói đó, những bạn mà có cái cảm xúc đối với người đồng giới, ta gọi là SSA đó, the same sex attractive đó, đi tu cũng khó nha. Vô gặp người bề trên, tập sư mà trao đổi, gặp gỡ thường xuyên, mà cuối cùng họ nhận ra được cái khuynh hướng của mình thì họ cũng ngại nhận vào thỉnh xin nhà tập, và họ có quyền từ chối. Và họ có thể lấy đủ lý do để từ chối, nhưng mà sâu xa là họ rất ngại. Vì sao? Vì vô phải sống thành cộng đoàn, sống chung. Sống chung có nghĩa là ăn chung, học chung, cầu nguyện chung, rồi còn đôi khi còn phải vệ sinh đi tắm chung. Mặc dù mỗi người một phòng tắm riêng, nhưng mà hễ liên quan đến chuyện đó thì nó lại có cái gì đó, nó bắt đầu chạm tới thân xác, là cái phần làm ra cái sự thân mật giữa tương quan hai người. Thì đối với những người SSA mà ở trong một cộng đoàn dòng tu thì cảm thấy những lúc đó quả là cám dỗ lớn và rất khó khăn. Cha nhớ lại kỳ ngày mà vào đại chúng viện đó, cứ chiều 4 giờ chiều chơi thể thao với nhau, đến 5 giờ chuông reng một cái là tất cả ngưng và bắt đầu nghỉ chút rồi đi tắm. 300 ông chúng sinh làm sao có đủ 300 cái nhà tắm riêng mà tắm được. Cũng có nhà tắm công cộng, nhưng mà tắm công cộng không có phải Aeon Eva 100%, nhưng mà ít ra cũng phải tới mức nào. Thì đó chính là những giây phút hết sức là khó khăn đối với những anh chị em có cái sự hấp dẫn đồng với người đồng giới. Một chút thí dụ để cho các bạn thấy rằng là đi tu cũng không dễ, và lập gia đình lại càng không được. Và sự đau khổ của các bạn ấy nó tới mức độ nào. Nhưng mà ở đây ta không nói chuyện về đề tài đồng tính, mà ta đang nói chuyện về đề tài hẹn hò trong tình bạn. Cha muốn nhấn mạnh tới cái chuyện intimacy, sự thân mật, là không thể không có trong những lúc hẹn hò tình bạn, vì cái bản tính của nó là để hướng tới tìm hiểu nhau, và qua
dòng thời gian và những lần hẹn hò mà ta bắt đầu hiểu nhau và hình thành nên cái chọn lựa tự do rất sâu thẳm trong con tim. Tôi có quyết định chọn người này là vợ hay là chồng hay không? Người này có thể là bố của đứa con của tôi trong tương lai không? Người này có thể là vợ, là mẹ của những đứa con của tôi trong tương lai hay không? Bởi vì đó mới là hôn nhân, đó mới là gia đình, chứ không phải chỉ là tình ái. Tình ái chỉ là một cái bước ban đầu. Cho nên hẹn hò không phải chỉ để mà thỏa cái cảm xúc, mà còn để hình thành dần dần cái mối tương giao mỗi ngày một thân mật hơn, là để hiểu nhau hơn. Bởi vì mỗi một con người là một huyền nhiệm, mà huyền nhiệm đó không thể tìm hiểu bằng lý trí, mà phải có tình cảm, nghĩa là toàn diện cuộc sống của chúng ta hòa nhập. Ta phải thử, nhưng mà thử tới mức nào, đó là vấn đề. Thế thì theo các bạn, khi mà hai người chưa quyết định chọn nhau để đi đến hôn nhân, thì vẫn phải có những lần hẹn hò. Bởi vì không có hẹn hò thì không thể tìm, không hiểu nhau được. Mà hẹn hò thì phải có cái intimacy mỗi ngày một tiếng hơn một chút. Cái sự thân mật bày tỏ qua thân xác. Không có không được. Nhưng mà vấn đề là giới hạn tới mức nào. Theo các bạn thì được phép làm tất cả mọi sự, kể cả cái chuyện đó gọi là chuyện vợ chồng không? Bây giờ thay vì trả lời trực tiếp, các bạn thử trả lời cho cha nghe xem. Có giới hạn không trong lúc hẹn hò? Rồi, có câu hỏi nữa, tại sao tôi không thử? Tại sao tôi không thử? Bởi vì có quá nhiều thất bại sau khi kết hôn của nhiều anh, nhiều chị, nhiều cô, nhiều chú bác. Là vì sau đó họ mới vỡ lẽ, họ mới vỡ mộng về cái người mà họ tưởng là con người lý tưởng. Khi về sống chung rồi mới khám phá con người thật của nhau, cả cái tốt lẫn cái xấu. Và khi ấy vỡ mộng, và khi ấy không thể nào rút lui được nữa. Và nếu hôn nhân là như vậy thì tại sao không thử cơ chứ? Mà thử tới mức nào? Đó là câu hỏi thứ hai. Bây giờ các bạn trả lời cho tôi xem nào. Trong hẹn hò, ta có nên gọi là cởi mở con tim hết con người cho nhau để thử, để hiểu, để tìm hiểu nhau hay không? Hay là phải có chừng mực, giới hạn? Mà tại sao ta lại không thử? Thử ở đây không phải chỉ là làm cái hành vi vợ chồng, mà là sống như vợ chồng trong một khoảng thời gian mà chưa phải là vợ chồng chính thức. Đó mới gọi là sống thử. Thì quan điểm của các bạn thế nào? Chúng ta có nên sống thử không? Cũng lại bạn này, bạn tên gì nhỉ? Chào Phượng, bây giờ Phượng trả lời câu hỏi thứ nhất. Dạ thưa cha, là con nghĩ cái việc sống thử thì có nhiều người thì sẽ đồng tình, nhưng mà nhiều người lại cũng không đồng tình. Riêng con thì con lại đồng tình. Tại sao? Cái việc sống thử đó, khi mà hai người mà đến với nhau chung một mái nhà, rồi những cái công việc hàng ngày của họ, những tính cách, những cái hành động của họ sẽ được thể hiện ra hết. Lúc đó là trong cái khoảng thời gian mà sống thử với nhau, sống chung với nhau, khoan tính tới cái việc mà hai người cùng nói chung là chăn gối, đó là cái chuyện tình cảm đôi khi có chứ không phải là không. Nhưng mà nên dừng ở cái mức hạn nào đó, chứ không thể là mình tới thì tới cho tới bến luôn. Là không. Nghĩa được. Là sao? Nghĩa là như là vợ chồng luôn. Thì vậy thì sao gọi là thử? Thử phải là giống như thiệt chứ không gọi là thử. Thử, nhưng mà ở đây là mình nói là sống thử, đâu có nhất thiết là mình phải làm chuyện đó mới gọi là sống thử. Yeah.
Nghĩa là bạn Phượng nói rằng có thể sống thử, có nghĩa là sống với nhau chung nhà, bỏ tiền chung, mọi sự cái dụng chung hết, trừ chuyện đó. Đấy, ý lập trường và ý kiến của bạn Phượng là như vậy. Các bạn khác có đồng ý không? Dĩ nhiên mỗi người mỗi khác, nhưng mà bây giờ là 8 rưỡi rồi, tới giờ giải lao 10 phút rồi, vì chúng ta tới 9 rưỡi phải đóng cổng đi về, cho nên ta tôn trọng thời khóa biểu nha. Rồi, cứ ấm ức đi, giải lao 10 phút là ta sẽ tiếp tục. Bây giờ sống thử, sống cùng nhà, ăn cùng mâm, nhưng mà không nằm cùng giường. Nằm cùng giường thì cũng được, nhưng mà quay lưng ra nhau. Có phải vậy không Phượng? Các bạn khác có ý kiến gì không? Chúng ta có nên như vậy không? Có nên sống thử theo cái nghĩa đó không? Tại sao có và tại sao không? Như hồi nãy bạn Phượng nói đó, thì cha mới nói là nếu vậy thì có gì gọi là thử? Thử phải làm thiệt thì mới gọi là thử, mới biết chứ. Bởi vì các bạn biết sao không? Nó còn có những vấn đề khác nữa. Vấn đề về bệnh, vấn đề về sau này mới khám phá ra rằng là người tình của mình khăng khác. Trước đây thì khác, bây giờ lấy nhau xong rồi nó khăng khác. Có một chị kia đến đồng hành Thiên Liên, mới lấy nhau, mới lấy chồng được chừng 6 tháng, mà hai vợ chồng chỉ có gần gũi nhau một lần duy nhất sau cái ngày tân hôn đó thôi. Rồi sau đó là không thể, vì anh không có cảm hứng. Mỗi lần chị muốn, anh cứ tìm hết mọi cách. Rồi ngày nào về cũng ngồi trên computer tới 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Còn chị chỉ mệt có phải ngủ trước để sáng dậy đi làm. Rồi thi thoảng thấy anh vắng nhà, mà thằng vắng cả tuần, anh nói anh đi công tác. Nhưng chị khám phá rằng đi với một người con trai nào đó khác, và ở một cái tỉnh kia kìa. Chị bắt đầu đặt cái câu dâu chấu chấm hỏi. Lúc cưới nhau xong rồi mà hai người là người công giáo, xong rồi mới biết cái thực tế nó như vậy. Nếu biết trước thì đâu có lấy nhau. Đấy, cái câu bao giờ cũng vậy. Vậy thì có nên sống thử trước không? Đó là mới chuyện đó thôi đó, còn chưa nói chuyện vô sinh. Nếu mà là bất lực mà trước khi kết hôn nhau với nhau á, thì chuyện đó cũng có thể dễ để mà cho tách ra, mà không có mắc lỗi mắc tội gì hết đối với người công giáo. Nhưng mà chuyện vô sinh thì khác. Cho dẫu vô sinh có nghĩa là không có khả năng sinh sản, nhưng mà họ vẫn còn có khả năng để yêu nhau, yêu thật sự cả thân xác lẫn tâm hồn. Và họ yêu tới nhau, tới không phải tới bến, mà tới tận cùng của bến bờ cuộc đời. Và như thế vẫn thỏa mãn một cái mục đích của hôn nhân. Bởi vì hôn nhân là để nâng đỡ nhau, yêu thương nhau, bổ túc cho nhau trọn cuộc đời, bên cạnh cái mục đích là sinh con. Hai mục đích đó thật ra không có tách rời nhau được. Nhưng mà đối với hai bạn mà lấy nhau xong rồi mới khám phá ra mình không có khả năng sinh con, thì cùng đích, mục đích của hôn nhân vẫn có, và cuộc hôn nhân vẫn hợp pháp và có ý nghĩa. Nhưng mà có những người họ lên gặp tòa án hôn phối của giáo phận nói chuyện đó, cố hay ảnh biết trước mà không nói, bây giờ lấy nhau xong rồi mới nói, như vậy có phải là lừa dối không? Mà nếu như họ hết yêu nhau thì đó là cái nguyên cớ lý do để họ đưa đơn lên tòa án hôn phối xin giải, gọi là vô hiệu hôn nhân. Nhưng mà nếu họ vẫn còn yêu nhau thì chuyện đó không thành vấn đề, bởi vì vẫn có những cặp sau khi đã khám phá ra mình hiếm muộn vô sinh mà vẫn thương nhau, yêu nhau và mang lấy cái nỗi chua xót đó, nhưng mà rồi từ từ cũng hóa giải được qua việc cùng nhau tìm một phương cách để mà
làm cho đời sống hôn nhân của mình trở thành nở hoa nở trái bằng những công tác làm cho sự sống của các gia đình khác được phát triển. Và qua đó sự sống của chính đôi hôn nhân này phát triển. Cho nên cho dẫu họ không có sinh con của họ, họ vẫn hoàn tất được cái nhiệm vụ phong nhiêu. Bởi vì phong nhiêu đối với con người không chỉ là sinh ra bởi đứa con của mình, mà làm cho sự sống của con người được phát triển. Bởi vì sự sống con người còn là tinh thần, còn là tâm linh nữa. Nếu mà nói sinh con mới thực sự là có khả năng phong nhiêu đó, thì các linh mục, các nữ tu không phong nhiêu, Chúa Giêsu không phong nhiêu, bởi vì họ không có vợ có chồng. Mà nếu mà nói sinh con mới là phong nhiêu, có những anh quất ngựa truy phong, làm con rơi con vải đầy khắp nơi, mà cuối cùng không có trách nhiệm làm cha hay làm chồng, thì những người đó có phong nhiêu không? Cũng không phong nhiêu. Cho nên sự sống của con người không hề tại ở cái thân xác vật chất, cái sự sống sinh học, mà còn là đời sống tình cảm, tâm lý, tâm linh, đời sống tinh thần, nghĩa là toàn diện. Hôn nhân là hướng tới sống với nhau nên một toàn diện, chứ không chỉ là thân xác mà cũng không chỉ là tinh thần. Hai người mà sống chung với nhau mà chỉ thuần túy nói sống về mặt tinh thần mà không có thể xác thì đó cũng không phải là hôn nhân. Bởi vì con người xác hồn là một. Vậy trở lại với cái câu hỏi, ta có nên sống thử với nhau không? Bây giờ sống thử chỉ thuần túy hồn không xác thì có gọi là thử không? Và nếu như vậy có thực sự ta thử, ta biết trước không, để mà ta chọn lựa, ta quyết định lấy nhau, ăn ở với nhau suốt đời? Bởi vì đã quyết định thì phải đi đến hết cuộc đời. Đó mới là đúng nghĩa của hôn nhân. Không phải chỉ là hôn nhân Công giáo mới đồng ý và chấp nhận như vậy, mà ông bà cha mẹ ta từ thời xưa và trong các nền văn hóa khác, văn hóa Á Đông cũng vậy. Hôn nhân, chuyện vợ chuyện chồng là chuyện trăm năm. Chỉ có cái nền văn hóa thời đại ngày nay, sau cái cuộc cách mạng tình dục thập niên 60, làm cho người ta sống thoải mái, sống tự do, luyến ái, nó mới bắt đầu phát triển những cái hiện tượng mà bỏ nhau, ly thân ly dị, chia tay cách dễ dàng khi cảm xúc yêu không còn, mà những cảm xúc tiêu cực khác giữa hai người bắt đầu càng ngày càng nặng và nhiều hơn. Từ đó ta nảy sinh thêm một câu hỏi nữa: vậy thì thế nào mới là tình yêu thật? Và trước khi trả lời cái câu hỏi cuối cùng này, thế nào là tình yêu thật, ta phải trả lời cái câu trả hỏi trước đó mà bạn Phượng đã cho một câu hỏi như một ý kiến của mình. Còn những anh chị em khác thì sao? Trước hết đặt lại câu hỏi: có nên và được phép sống thử theo nghĩa là cả linh hồn lẫn thể xác không? Không đặt câu hỏi sống thử theo nghĩa của bạn Phượng nữa, bởi vì sống thử như vậy thì thử phiên phiến chưa hẳn là thử, phải không? Mà không chắc dễ dàng thử kiểu đó đâu. Đã sống chung nhà, ăn chung mâm, cái gì cũng chung, trừ chuyện chung giường thì khó. Do đó thử kiểu đó thì cũng khó, mà không chắc đó là thử đúng nghĩa để đạt được cái mục đích của mình, để tìm hiểu nhau đến tận cùng bờ bến trước khi quyết định lấy nhau. Vậy đặt lại câu hỏi, chúng ta có nên sống thử không? Theo nghĩa thực sự là vợ chồng thực sự, nhưng mà chưa làm giấy hôn thú, chưa đưa nhau vô nhà thờ để kết hôn bí tích, mà sống như vợ chồng thực sự, thậm chí có thể có con nữa, có nên như vậy không? Tại sao? Các bạn khác cho ý kiến. Các bạn sắp kết hôn nè, trong lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân nè, cho ý kiến trước đi, bởi vì nó rất gần với chính cuộc sống và tương lai của các bạn. Ê, có anh bạn này, mời Vương. Dạ, con kính thưa cha và tất cả cộng đoàn.
Theo con thì con không đồng thuận với ý kiến là sống thử. Bởi vì khi chúng ta nói sống thử nhưng tất cả cuộc sống chúng ta là thật, ăn chung, ngủ chung và tất cả mọi thứ đều là thật. Và khi đó chúng ta coi đó như là một người bạn đời của mình, chúng ta đã bộc lộ hết những bản chất của mình. Và khi đó thì nếu như người bạn đời mà cảm thấy như chúng ta có nhiều điều xấu quá thì đó lại là một vấn đề. Và cái vấn đề đó đã nảy sinh ra một câu nói là giống như ông bà ta đã từng nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nếu như chúng ta sống chung mà tất cả mọi thứ đã đều biết hết với nhau thì chúng ta sẽ chán. Và đó là nếu như có con hoặc là có những vấn đề khác thì không sống thử nữa thì nó sẽ có vấn đề. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Các bạn vỗ tay là vì các bạn là người Công giáo, nghe người nói trả lời đúng bài bản quá. Nhưng mà có lẽ cách giải thích nó cũng chưa tận bờ tận bến là người ta thỏa mãn. Ai có câu trả lời khác thỏa mãn hơn không? Mời bạn ngồi đằng kia. Bạn tên gì? Con tên là Dung ạ. Dung hả? Dạ, con thưa cha và thưa các mọi người thì con xin chia sẻ một chút về cái ý kiến của con. Thì theo như con được biết thì sống thử và hay bất kỳ một vấn đề nào khác đều có hai mặt. Thì thứ nhất ta nói về mặt tích cực đi, là cái lý do mà tại sao mà mọi người hay sống thử. Thì con biết sống thử là một cách để quan tâm, thể hiện, chăm sóc nhau, hiểu nhau hơn. Thứ nhất là hiểu nhau hơn để mà chúng ta yêu nhau hơn và dẫn đến một cái đích, đó là đích hôn nhân. Thì khi mà sống thử chúng ta sinh hoạt, ăn uống, đi học, đi hành, rồi công việc, rồi sinh hoạt những cái vấn đề khác nữa, thì chúng ta nhận thấy chúng ta hòa hợp hay không hòa hợp. Thì đó là một cái nhận thức của mỗi người. Và sống thử nhất thiết, tất nhiên là không thể nào một ngày hai ngày được, mà sống thử ít nhất là phải có một thời gian dài, đó gọi là quá trình tìm hiểu. Thì cái mặt tích cực thì như mọi người đều thấy, hai người yêu nhau thì đều muốn tiến lại gần với nhau, thì sống thử là một điều, một cách để mà thể hiện tình cảm của mình. Đó là cái mặt tích cực. Cái mặt tiêu cực thứ hai mà con muốn nói đến đấy là cái vấn đề nếu như chúng ta hòa hợp nhau, chúng ta xác định đây là đối tượng chúng ta cần chọn để tiến tới hôn nhân thì chúng ta ok tiến tới hôn nhân, được sự chấp phép của gia đình rồi tất cả mọi thứ thì chúng ta tiến tới hôn nhân. Còn nếu không thì sao? Nếu không thì chúng ta chẳng lẽ bỏ nhau? Đây là một cái vấn đề rất là nan giải. Tức là nếu không thấy hòa hợp chúng ta bỏ nhau liền. Vậy thì ai là người thiệt thòi? Con trai hay con gái? Cả hai đúng không ạ? Tất nhiên là cả hai rồi, không ai được lợi trong cái vấn đề đó được. Mà cũng không ai có thể nói rằng là tôi sống thử thì tôi sẽ lấy nhau. Cũng không ai chắc chắn được cái điều đó. Vậy thì khi mà sống thử mà xảy ra xung đột không có hòa hợp thì chúng ta dẫn đến đổ vỡ. Và không ai muốn cái điều này hết. Vì... Cảm ơn bạn dạ, Dung dạ. Cho bạn một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần nè. Có ai có câu trả lời nào nữa không? Đây, mời bạn, bạn tên gì? Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Dạ, con tên Mai. Mai. Dạ. Chào Mai. Dạ, chào cha. Con xin bổ sung thêm ý của bạn vừa rồi. Bạn vừa rồi nói về mặt tích cực rồi thì con xin nói về mặt tiêu cực. Thực sự mà nói thì nói một cách chung đối với một con người bình thường thôi, không có phân biệt là người Công giáo hay là người Ngoại giáo, thì về cái mặt mà tích cực thì mình biết rồi, khi mà hai người có tình cảm với nhau thì muốn gần gũi thì dĩ nhiên là giới trẻ họ sẽ nghĩ đến cái việc là sống thử. Đó là cái chuyện nó cũng rất là bình thường trong cái thời đại ngày nay. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà sống thử thì nếu mà hợp nhau thì chúng ta tiến đến hôn nhân thì không nói gì. Còn nếu mà không hợp nhau hoặc là phát hiện ra những cái chân tướng của một người nào đó, những cái vỡ lẽ nào đó thì phải dẫn đến cái việc chia tay, thì sẽ có rất nhiều hệ lụy mà làm cho cả hai đau khổ, nhiều khi là còn hận thù, rồi dẫn đến những cái chuyện là rất là khó nói, rất là to lớn. Nhưng bây giờ lý do của chuyện này là vì sao ạ? Khi mình sống thử với nhau thì nếu mà hợp thì sống, không hợp thì không sống. Cái chuyện đó nó cũng giống như một cái sự mặc cả quá, nó tầm thường lắm. Các bạn phải biết nhìn nhận cuộc sống. Đã nếu là một người trưởng thành, các bạn hãy suy nghĩ mọi chuyện nó thấu đáo hơn. Đặc biệt là cái chuyện này nó không hề đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Khi mà
Mình sống chung với nhau mà hợp với không hợp á, thì bây giờ nếu các bạn hãy suy nghĩ là nếu mà mình kết hôn rồi thì sẽ có những cái ràng buộc và những cái trách nhiệm về mặt pháp lý, về mặt gia đình, còn riêng người Công giáo thì càng đặc biệt hơn nữa, đó là được sự đồng ý của Chúa cho hai người tiến đến với nhau qua bí tích hôn phối, thì nó sẽ có cái sự ràng buộc. Vậy thì hai người sau khi kết hôn với nhau mới sống với nhau á, thì chúng ta cho dù người đó có sai thì chúng ta vẫn chấp nhận, bởi vì đó về mặt cái sự trách nhiệm về cái và vấn đề là chúng ta phải biết hy sinh, nhường nhận, nhịn nhau. Bởi vì cảm ơn chị Mai. Chị dạ. Mai có gia đình chưa? Dạ chưa. Trả lời giống như người đã từng có gia đình bao nhiêu năm rồi. Thế cái này thì mình cũng phải tìm hiểu để mà mình mình sống nó tốt hơn á cha. Con hy vọng là tất cả mọi người ở đây đều có những cái nhìn nhận nó sáng suốt và nó chuẩn về cái đời sống hôn nhân. Cảm ơn chị Mai. Dạ. Cảm ơn cha. Ở đây tôi không đặt ra câu hỏi này như là một đề tài chính của cái buổi hôm nay, mà là hẹn hò. Là vì hẹn hò cuối cùng hướng tới cái cùng đích cuối cùng của nó, của tình ái. Tình ái là để bắt đầu của cái tình yêu. Tình yêu luôn luôn là vì hôn nhân, là để cho hôn nhân. Rồi từ đó mới nảy sinh cái câu hỏi ta nên sống thử hay không. Bởi vì cuộc sống này nó cho chúng ta đầy những cái bất trắc, cho nên cái câu hỏi là cần phải sống thử hay không nó lại nảy sinh ra. Cho nên ta lại quay trở về lại với cái đề tài của chúng ta, những lần gặp gỡ hẹn nhau là để làm gì? Đó là cái câu hỏi. Và chúng ta cũng trả lời rằng là để hiểu nhau hơn, để tìm hiểu nhau hơn. Vì tình ái nó đòi chúng ta phải được bộc lộ ra cho mọi người quanh ta. Và cái đó chính là hôn nhân. Tình yêu cho dẫu là riêng tư giữa hai người, nhưng tự nó luôn luôn có một cái xu hướng là bộc lộ ra, tỏ ra bên ngoài cho cái với cái cộng đồng và cho cộng đồng. Và khi ta bộc lộ nó ra một cách tự nhiên thì đó là hướng tới hôn nhân. Nhưng mà vì thực tế làm cho ta thấy hôn nhân có quá nhiều đổ vỡ, cho nên mình nảy sinh cái câu hỏi có nên sống thử với nhau trước, để biết nhau trước, để mà chọn và quyết định hay không. Cho nên hẹn hò là nhằm tới cái mục đích đó. Nếu như ta trả lời được cho cái câu hỏi được và nên sống thử hay không, thì ta hiểu tại sao khi hẹn hò phải có cái giới hạn. Bây giờ các bạn chắc có lẽ trong đầu đã có câu trả lời rồi, nhưng mà vấn đề là làm sao lý giải và thuyết phục được mình và thuyết phục được người khác. Trên đời này có nhiều cái để thử lắm, nhưng mà riêng cái chuyện tình yêu, hôn nhân có nên thử hay không, thì các bạn nghe Thánh Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng được phong thánh, được gọi là giáo hoàng của các gia đình, giáo hoàng của giới trẻ, trả lời trong cái đại hội ở Colorado, ở Denver, cách đây chừng mấy chục năm gì đó, lần đầu tiên đó. Trong những lần đầu tiên đó, Ngài nói không ai sống thử vì cũng không ai chết thử. Có cái chương trình gọi là chết thử để sống thật đó, của chương trình chuyên đề của Sơ Maria Hồng Quế. Cho dầu nó cho ta cái cảm xúc nào đó của một người tiếp cận với cái biến cố cuộc đời của mình cuối cùng ở trên cõi dương gian này, nó cũng tạo ra một cảm xúc, và từ cảm xúc nó tạo ra cái suy nghĩ, nó làm thay đổi cái nhận thức đi nữa, nhưng mà cũng không phải tuyệt đối hoàn toàn 100%. Vì chỉ có khi ta chết thật sự, tức là khi ta bị một căn bệnh ung thư chẳng hạn, mà chỉ còn tính bằng ngày, bằng tháng, thì bây giờ cái đó mới là cái kinh nghiệm thật. Còn ta giả bộ ta vô ta hòm ta nằm như là chết thử đó, thì cái cảm giác nó chỉ cả chưa tới 1% hay 1/1000.
Cái thử đó cũng chỉ là thử chút chút thôi. Cho nên ta không thể chết thử. Vì vậy ta cũng không thể sống thử. Sống là thật, giống như ta đang sống nè. Không có ai mà đang giả bộ sống hết. Tất cả chúng ta giờ phút này cũng như bấy lâu và ngày mai cũng vậy, ta đang sống và sống thật. Và trong khi sống thì ta yêu, vì yêu chính là ý nghĩa cuộc sống. Sống để làm gì? Sống để yêu. Trong đó có tình yêu nam nữ, ái tình, để hướng ta tới một cái điều kỳ diệu là hợp tác với đấng tạo hóa để tạo ra sự sống mới trong hồn nhân, tức là sinh sản, giáo dục con cái, tạo dựng một cái cộng đoàn của tình yêu và sự sống thân mật mà không có một cái gì khác ngoài gia đình có được. Và đó chính là ý nghĩa của cuộc sống, và đó là sống thật. Cho nên hai người mà quyết định sống thử với nhau, nghĩa là có thể sau đó nếu không hợp thì chia tay, thì cái cuộc sống đó cũng không thể là sống thử. Sống là sống thật. Bởi vì có những người đã kết hôn 20 năm sau vẫn ly dị, vẫn chia tay như thường. Họ kết hôn nhau xong 40 năm sau họ cũng chưa biết hết thật con người của nhau. Cho nên ta tìm hiểu nhau là tìm hiểu mãi mãi cho tới suốt cuộc đời. Cho nên nếu chỉ tìm hiểu nhau chỉ trong đôi ba tháng, đôi ba năm cũng rất cần thiết để ta có một cái quyết định, một chọn lựa nào đó. Không thể không có tìm hiểu, nhưng mà không thể có cái sự tìm hiểu, tức là theo cái nghĩa trọn vẹn là biết nhau hết rồi bây giờ ta mới quyết định. Và nhất là khi có những cái hành vi vợ chồng, nghĩa là hành vi thân mật nên một xác mà chưa nên một hồn đó, mà cái hành vi ấy lại gây hệ lụy là mang thai, là sinh con, mà trong khi đó chưa có giao ước với nhau, chưa kết ước với nhau, chưa có một bảo đảm trong một giao ước vĩnh viễn, thì điều đó vô cùng tai hại cho cả hai bên, chứ không chỉ cho người nữ. Dĩ nhiên người nữ mắc nhiều cái khó khăn hơn ở trong xã hội của chúng ta. Cho nên theo lời của Đức Gioan Phaolô II, nó thực sự mà nói không ai sống thử vì không có ai chết thử hết trơn. Sống là sống thật. Và cái chọn lựa luôn luôn có một cái nguy cơ. Không có chọn lựa nào không có nguy cơ. Cho nên đừng đợi tới một cái mức nào đó bảo đảm tuyệt đối 100% ta mới đưa ra quyết định, ta mới chọn lựa. Nhưng mà tìm hiểu nhau thì hẹn hò với nhau, trong một thời gian nào đó ta phải có một cái deadline. Và nếu như cái ý hướng của người bạn đời một ngày nào ta khám phá ra không nghiêm túc, nghĩa là không có chọn lựa, thì phải mạnh dạn lấy con dao mà cắt đứt. Thực sự cha nói đây là kinh nghiệm bản thân. Trong cái love story thứ ba, mình lúc bây giờ là một người không nghiêm túc. Và chính vì thế kết cục của nó là chia tay. Và dường như đó là một mầu nhiệm quan phòng nào đó để cho cha bây giờ làm linh mục ngày hôm nay. Chứ nếu mà trong cái love story thứ ba đó mà nó thành thì chắc bây giờ không có dịp để mà đứng với giới trẻ Tân Hương tối hôm nay ở đây. Cho nên tất cả chúng ta cách nào đó ở trong một mầu nhiệm quan phòng của Thiên Chúa, ta gọi là ơn gọi. Mỗi người có một ơn gọi, một tiếng gọi huyền nhiệm, mà chỉ có về sau ta nhìn lại ta mới thấy được rõ ràng có một sự sắp đặt nào đó, một trí óc, một bàn tay nào đó đang dẫn lối, đưa đường, dẫn dắt mỗi ngày một chút con đường đời mình đi. Trong đó dĩ nhiên có chọn lựa tự do của bản thân, nhưng mà đồng thời cũng là một lời mời gọi tự do của chính Thiên Chúa. Cho nên ngay cả cái chuyện ta chọn bạn đời, nó cũng nằm trong mầu nhiệm quan phòng. Ngay cả tôi quyết định chọn đi tu,
nó cũng nằm trong mầu nhiệm quan phòng cách nào đó. Cái mầu nhiệm đó là sự tự do của Thiên Chúa. Chúa chọn người này đi tu, Chúa chọn người không đi tu mà là sống đời gia đình. Đó là tự do của Thiên Chúa, ta gọi là ân gọi. Nhưng mà đồng thời cũng có cái tự do của mỗi cá nhân chúng ta, là tôi chọn cô này chứ tôi không chọn cô kia. Có thể tôi yêu cô này nhiều hơn, nhưng mà cuối cùng sau một thời gian hẹn hò tìm hiểu nhau, và vì hoàn cảnh gì đó nữa mà tôi không lấy người này làm vợ, mà lại chọn sau một thời gian người khác, càng lớn chúng ta mới nhìn lại mới thấy mầu nhiệm của tình yêu hôn nhân nó kỳ diệu. Nó không hề tại ở cái cảm xúc. Kể cả có những lúc ta không còn cảm xúc, không hẳn là ta hết yêu. Bởi vì tình yêu không phải là chỉ là ái tình, là cảm xúc. Tình yêu nó mang sắc thái tinh thần hơn. Nhưng là người thì ta phải đạt tới mức tình yêu, không chỉ sống ở mức cảm xúc. Mà đại đa số những cuộc hôn nhân đổ vỡ vì quyết định dựa trên cảm xúc, mà thiếu cái mức trưởng thành tình cảm. Mức trưởng thành tình cảm là một người có khả năng làm chủ bản thân mình, chứ không để cảm xúc làm chủ mình. Cảm xúc vẫn có, nó vẫn thật, nhưng nó không phải là tất cả. Mà mình mới phải là người chủ của nó, chứ không để nó là người chủ của mình. Tất cả những cuộc hôn nhân thất bại hầu hết là vì để cảm xúc làm chủ mình, chứ mình không làm chủ cảm xúc. Cha không nói cảm xúc là ảo, cảm xúc luôn là thật, nhưng nó không phải là sự thật tối hậu. Sự thật tối hậu là tình yêu. Và chính vì thế mà có kẻ chịu đóng đinh chết trên thập giá, khiến cho chúng ta nhờ được Ngài mà ta được sống và sống dồi dào. Đó là tình yêu thật. Đó là cái nghĩa mà ban đầu Mai trả lời, tình yêu phải có cái chất tố hy sinh. Cho nên trong tình ái chưa xuất hiện yếu tố hy sinh, mà chỉ là yếu tố chiếm hữu và cái năng lượng cực mạnh của nó gọi là đam mê thôi. Chừng nào ta chưa vượt qua được cái ngưỡng đó để đạt tới cái mức một tình yêu thật sự sống cho đi hy sinh, thì ta chưa đạt tới tình yêu đích thật. Trên hẹn hò còn tìm hiểu nhau là còn để tìm xem cái hướng nghiêm túc cũng như cái hướng tinh thần trong cái việc hai người sẵn sàng dấn thân cho nhau và cho nhau suốt đời, nên một cuộc sống duy nhất, nên một gia đình duy nhất hay không. Đó là quan trọng trong hẹn hò. Nên các bạn phải nghiệm lại xem cái tình bạn của mình và những lần hẹn hò bấy lâu, nó có hướng tới cái mục đích cuối cùng ấy chưa. Mình có đặt ra những cái giới hạn của nó tới một mức nào không thể vượt qua ấy chưa? Hay đang mình đang sống cái chủ nghĩa tự do luyến ái, bởi vì mình chủ trương, mình quan niệm thử là phải thử cho tận cùng mới gọi là thử. Không bao giờ thử đến tận cùng được hết đâu. Người ta đã sống với nhau mấy chục năm đời hôn nhân vợ chồng vẫn không hiểu nhau, vì mỗi người là một mầu nhiệm. Vậy thì điều gì mới giữ cho hôn nhân bền vững? Tình yêu. Thực sự chỉ có tình yêu mới giữ cho hôn nhân bền vững. Và tình yêu không phải chỉ bền vững ở đời này, mà còn là vĩnh cửu. Tình yêu là vĩnh hằng, nghĩa là nó vượt qua cả cái biên giới của cái chết của con người, vượt qua biên giới của cái chết thân xác. Khi mà chúng ta không còn trẻ trung, khi mà chúng ta không còn sức sống hừng hực, khi mà cảm xúc tình yêu không còn đam mê mãnh liệt như hồi trẻ, khi ta là hai cụ già da nhăn nheo, lụm khụm, chống gậy đi với nhau mỗi ngày ra công viên, tình yêu khi ấy, nghĩa tình vẫn còn. Đó mới thực sự là tình yêu. Cái mà ông bà ta gọi là nghĩa. Có khi lúc đó hỏi có còn cảm thấy gì, cảm xúc gì với nhau không? Không. Có khi cả chục năm rồi cũng không thấy có kia hấp dẫn làm chuyện ấy với nhau nữa, bởi vì hai cụ già không còn pin nữa bao nhiêu. Nhưng mà họ vẫn còn tình thương, họ vẫn còn nghĩa tình vợ chồng. Điều đó được chứng minh khi một trong hai người ra đi vĩnh viễn, người kia cảm thấy đời sống mình bị suy sụp.
vì cả hai đang như là hai cái gậy, như cái kiềng, hai chân, ba chân để mà nâng đỡ cùng đứng. Mà khi một trong hai người đi, người kia cảm thấy hụt hẫng. Chừng nào ta cảm nhận được điều đó, chừng nào ta sống vì người kia, chừng nào khóc người kia không còn thì đời ta không còn ý nghĩa. Đó mới là tình yêu thật. Và ta sống là vì người đó, đó mới là tình yêu thật. Nghĩa là cái yếu tố hy sinh, chừng nào chưa có yếu tố đó thì chưa đạt tới cái mức tình yêu. Nhưng mà hy sinh cũng không chỉ giữa hai người, bởi vì tình yêu đòi phải nở hoa, phải vươn ra khỏi cái khép kín giữa hai người. Gia đình mà chỉ khép kín trong gia đình thì gia đình chết. Gia đình đòi phải mở ra ngoài, phải đến với các gia đình khác. Đó là yếu tố xã hội, bởi vì con người là hữu thể xã hội. Sống là sống với, và vì mình phải sống với, mình phải phụ thuộc người khác, cho nên mình còn phải sống vì người khác nữa. Một con người đích thực là sống phải biết ý thức mình là cần người khác. Tôi cần người khác trong cái chén cơm tôi ăn, tôi cần người khác trong cái áo tôi đang mặc, tôi cần người khác trong chiếc xe tôi đang đi, tôi cần người khác cho tôi cái tri thức, cho tôi cái khả năng tinh thần để tôi có thể dùng nó như một cái gì đó để tôi tồn tại sinh sống. Tôi cần người khác vô cùng, cả những cái tình cảm ân cần, yêu thương, chăm sóc dịu dàng, nhu cầu tình cảm. Tôi cần, rất cần nhiều người, nhiều điều từ người khác lắm. Cho nên chúng ta sống là phụ thuộc lẫn nhau. Bây giờ nhìn lại chính nơi thân xác mình xem, cái áo tôi đang mặc, cái đôi giày tôi đang mang, chiếc xe tôi đang đi, tôi đâu có tự làm ra nó đâu. Bởi đâu tôi có để mà tôi dùng, mà nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Chắc chắn là tôi cần tới người khác. Cho nên sống với nhau là sống với. Ngay cả cái miếng cơm khi chiều ta ăn cũng phải do ta sản xuất ra, mà nó là hoa màu của ruộng đất và lao công của con người. Thì trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy. Ông bà ta vẫn nói của chồng công vợ. Cái câu tục ngữ nó như vậy, muốn nói lên có khi là ngày hôm nay là của vợ công chồng. Cho nên đừng có nói là đấy là tiền tôi làm ra là của tôi. Làm sao tôi có thể làm ra tiền trong khi không ai lo lắng cho gia đình, trong khi không ai lo lắng cho chuyện nhà. Cho nên cái sự khiêm nhường, sự khiêm tốn, nhìn nhận ra sự thật rằng chúng ta sống cần có nhau, sống với nhau, với người khác, và còn sống vì nhau nữa, thì khi ấy tình yêu mới lộ diện. Và chính trong khi ta sống vì nhau thì những vết thương phải xảy ra. Cuộc sống là thế. Cái tổn thương vì người khác tạo ra, bởi vì không ai hoàn hảo. Chắc chắn càng sống với nhau càng lộ ra những nhược điểm và những điểm xấu của nhau. Và những điều đó xảy ra một cách vô tình, có khi chủ ý làm ta tổn thương. Nhưng nếu không có tình yêu để có thể chịu đựng lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau và tiếp tục tin tưởng và hy vọng vào nhau, thay đổi mỗi ngày, thì sẽ không có tồn tại được một cuộc hôn nhân bền vững mãi mãi đến cùng. Cái đó ta gọi là sự hiện diện của tình yêu. Mà tình yêu đó đối với người Kitô hữu, đó chính là sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa vô hình không ai thấy, nhưng những gì là hoa trái của tình yêu, đó là sự hy sinh, đó là sự tin tưởng, đó là sự hy vọng, đó là sự biết nhẫn nhục, chịu đựng, tha thứ. Thì khi ấy có Chúa, vì Chúa là tình yêu. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Thì trong hôn nhân cũng vậy, ái tình là cái ban đầu, nó đòi chúng ta phải đạt tới cái mức cao hơn, đó là tình yêu. Ở trong Kinh Thánh gọi tình yêu là đức mến. Ai học Kinh Thánh thì có nhớ đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto chương 13. Đức mến là nhẫn nhục, đức mến là hiền hậu, là không vênh vang, không tự đắc. Đức mến không
giận hờn không nuôi oán thù, đức mến không vui khi thấy điều bất chính, đức mến vui khi thấy điều chân thật, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Chừng nào những hiện tượng đó nó có mặt ở trong cuộc sống lứa đôi, gia đình, thì khi ấy các bạn có tình yêu thật, nghĩa là các bạn có Chúa thật. Ngay cả khi các bạn chưa biết Chúa Giêsu, chưa biết Chúa là ai, nhưng mà các bạn sống cái bầu khí đó thật thì đang có Chúa. Và đó là cái điều bảo đảm cho cái cuộc hôn nhân của các bạn. Chính vì ý nghĩa của cuộc hôn nhân nó đòi cái điều kiện phải có tình yêu đạt ở cái mức đó, chứ không chỉ là tình ái hay là cảm xúc. Cho nên những cuộc hẹn hò của chúng ta nó nằm ở trong cái giai đoạn một, và nó có giới hạn của nó, vì không bao giờ ta có thể thử sống, vì chúng ta không bao giờ thử chết, chết thử. Thưa anh chị em, thực sự thì thời gian chúng ta không còn nhiều, nhưng mà để dành 10 phút này lẽ ra là để cho anh chị em đặt câu hỏi. Ban đầu tôi dự tính để 45 phút đặt câu hỏi và chúng tôi trả lời. Bây giờ chỉ còn có 10 phút thôi. Anh chị em thấy còn có cái gì thắc mắc về cái những vấn đề chúng ta bàn nãy giờ ngày hôm nay trong cái chủ đề này thì xin mạnh dạn. Chúng ta chỉ còn có 10 phút thôi. Có ai có câu hỏi nào không? Không có câu hỏi thì tôi đặt câu hỏi, các bạn trả lời nhé. Đây, có một người giơ tay, xin mời. À, xin chào cha và chào các chị. Em cho em hỏi một câu hỏi thôi, đó là tại sao là hẹn hò mà không phải là hẹn bạn, hẹn yêu hay là hẹn tình? Xin mời cha có thể giải thích cho tụi con nghe được không ạ? Tôi chưa hiểu câu hỏi lắm. Là tại sao là từ hẹn hò mà không phải là hẹn khác? À, cái đề tài hôm nay chúng ta nhằm tới vấn đề nam nữ. Dạ đúng rồi. Cho nên đề tài hẹn hò là hẹn hò. Không, em tức là không hiểu chữ hò. Nó là từ, trong tiếng Việt nó có cái gì đó, nó gọi là từ lắp, phải không? Ví dụ như là ngô ngố hay là hẹn hò, nghĩa là cái vần nó đi vậy thôi. Chứ hò không có nghĩa là hò lơ hó lơ đâu. Hò cũng nghĩa là ho hay là hát. Tôi nghĩ như vậy, không biết có đúng không? Trong tiếng Việt, ngữ âm tiếng Việt chúng ta nó có những cái từ đôi theo nghĩa là từ lập. Ngồ ngộ, ngô ngố, hẹn hò, phú hí, ví dụ vậy. À, ai có câu hỏi nào khác không? Bây giờ, nếu không sống thử, quyết định với nhau, định với nhau, thành vợ thành chồng, sau khi lấy nhau rồi bắt đầu khám phá ra và thất vọng. Như cái ví dụ hồi nãy cha nói đó, hai vợ chồng về sống với nhau trong 6 tháng, chị bắt đầu khám phá ra anh có cái xu hướng như vậy, bây giờ làm sao? Kết hôn trong nhà thờ rồi, anh này vẫn có khả năng giao hợp, bởi vì chị nói đã có một lần, nhưng mà dường như anh thuộc loại thế giới thứ ba. Chị chưa có quyết định, chị chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng mà với cái hiện tượng như vậy đó, thì chị đến chị đặt vấn đề với linh mục. Như vậy thì sao cha? Không lẽ con cứ sống như vậy suốt cuộc đời với cái người đàn ông này, anh không có một cái cảm hứng gì với con hết,
tôi mới hỏi lại, thế tại sao không trong thời gian tìm hiểu, không cho tìm hiểu với nhau cho thật kỹ và nhìn cho thật sâu để xem cái quyết định chọn lựa của nhau có nghiêm túc không? Nhưng mà dù cho tới mức nào đi nữa thì cũng phải tới lúc ta đưa ra quyết định, mà đã là quyết định thì có nguy cơ. Và bây giờ lấy nhau xong rồi, nguy cơ nó xảy ra thành hiện thực. Trong trường hợp này thì các bạn nghĩ làm sao? Đó chỉ là một trường hợp thôi, còn muôn vàn trường hợp khác nhau lắm. Có nhiều trường hợp nghĩa là đã bước qua, không thể thoái lui. Cái tính tình của nhau chẳng hạn, trước khi kết hôn thì rất là tốt, rất là săn đón, rất là hào hoa. Nhưng mà kết hôn xong rồi, sống với nhau bắt đầu 6 tháng 1 năm bắt đầu lạnh nhạt dần. Rồi đi ra ngoài thì ga lăng tiếp tục với những người phụ nữ khác, còn với vợ thì không. Hồi đó đi đâu cũng nắm tay nhau, bây giờ ra khỏi nhà chớ có hồng mà nắm tay. Bắt đầu thất vọng qua cái giai đoạn ta gọi là vỡ mộng thuở ban đầu. Trong vòng thường 5 năm đổ lại, và trong 5 năm đổ lại người ta vỡ mộng, cho nên cái con số ly dị ly thân trong 5 năm đầu là chiếm rất cao. Cũng không hiếm những trường hợp 20 năm sau mới ly dị. Khi mà con đã ra ràng, con đã lớn rồi lập gia đình, rồi không còn ở với mình nữa, bây giờ hai vợ chồng phải đối diện với nhau, và những chuyện xưa đã không giải quyết với nhau ổn thỏa đến nơi đến chốn, bây giờ ngày ngày vô ra đụng mặt nhau, những chuyện ấy lại quay lại. Và tới một lúc nào đó mâu thuẫn, không còn chịu nhau nổi và đưa nhau ra tòa ly dị. Đó là cái cuộc khủng hoảng thứ hai, 20 mấy năm sau. Cũng có người 40 năm sống với nhau rồi đòi ly dị. Đó, cuộc sống hôn nhân như vậy. Các bạn sắp bước vào đời sống hôn nhân, một lần nữa hãy nghiêm túc nhìn lại chính mình, tình yêu của mình và của người bạn đời của mình. Hãy cầu nguyện thật nhiều. Các bạn tin rằng có tình yêu thật nghĩa là có Thiên Chúa. Chỉ có một cái sức mạnh nó vượt trên cái sự yếu đuối của chúng ta mới có thể giữ cho chúng ta bền vững và sống hạnh phúc với nhau suốt cuộc đời. Ngoài ra không có một cái sức nào khác giữ hai chúng ta lại với nhau, đi qua những dông tố cuộc đời, những thách đố cuộc đời mà vốn rất nhiều và luôn luôn trực xảy ra. Đó là yếu tố ta tại sao mà người Công giáo họ kết hôn bí tích, kết hôn trong nhà thờ, vì họ tin vào một đấng tối cao và sức mạnh năng, quyền năng của ân sủng Thiên Chúa nó ở trên, nó chụp lấy cả hai người chúng ta. Còn tự thân mỗi người chúng ta rất yếu đuối, chúng ta là những chiếc bình sành dễ vỡ. Đó là cái, phải nói là cái điểm mạnh, đó là cái kho tàng của những người có đức tin, của những người Kitô hữu. Chúng ta có viên ngọc quý mà chúng ta không biết dùng thì rất là uổng. Mà để có thể dùng được viên ngọc quý đó, các bạn phải có một đời sống gắn bó thật sự với đấng đã chết cho mình và sống lại vì mình trên thập giá, là con Thiên Chúa làm người đã hy sinh vì chúng ta. Vì đó là biểu tượng của tình yêu, đó là mặc khải thế nào là yêu thật. Chừng nào ta chưa sống mầu nhiệm thập giá trong cuộc sống đời hôn nhân mình thì chừng đó chưa có tình yêu thật và chưa có sự bảo đảm cho đời sống hôn nhân bền vững. Đó là cái điểm cuối cùng muốn chia sẻ với các bạn. Giờ đây chúng ta đã 9 giờ rưỡi, đã kết thúc giờ quy định của chúng ta. Xin nhường lời lại cho ban tổ chức. Dạ.
Chắc là con tin là ở đây không phải chỉ mình con mà rất nhiều các anh chị em đang cảm thấy xúc động hoặc là cảm thấy bị đánh động bởi một câu gì đó. Và con, riêng con thì con rất bị đánh động bởi cái câu là không ai sống thử vì cũng không ai chết thử được cả. Con tạ ơn Chúa vì điều đó. Lạy Chúa, những xúc cảm giới tính, tình ái, tình yêu là quà tặng Chúa ban. Không ngờ lại có những lúc làm chúng con mệt mỏi và bối rối như vậy. Chúng con bối rối khi thế gian có quá nhiều lời mời gọi lẫn cám dỗ. Thôi thúc chúng con, hãy chọn đi, hãy nếm những mật ngọt đi, hãy tìm kiếm sự an toàn đi, hãy né tránh trách nhiệm, hãy bãi bỏ các ràng buộc. Có như thế, trái tim chúng con mới không tổn thương nữa, không tổn thương nữa. Có như thế, trái tim chúng con mới hạnh phúc thực sự. Chẳng phải Thiên Chúa vẫn luôn muốn con người được hạnh phúc đó sao? Không, lạy Chúa, chúng con hiểu rồi. Tình yêu nào hề tại những thôi thúc tính dục mãnh liệt, hề tại việc tìm kiếm người mà chúng con nghĩ ra mảnh ghép ráp vừa khít với mình. Bỏ qua những thử thách biến đổi mình từng ngày trong ơn Chúa, để rồi hai mảnh ghép sắc nhọn, chai đá, lì lợm và đầy tự ái trở nên mềm mại và vừa khít với nhau. Lạy Chúa, chính Chúa là tình yêu. Chúng con không thực sự tin tưởng rằng mình sẽ an toàn, mình sẽ lớn lên, mình sẽ chuyển nở khi sống trong gia đình, sống trong hôn nhân, sống trong chính Thiên Chúa đó sao? Lạy Chúa, xin soi sáng và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin biến đổi trái tim của chúng con để nó dám mềm mại, ngay cả những xấu xa của thế gian có khiến nó tổn thương đi nữa. Những đau khổ ấy sẽ giúp trái tim hiểu thấu và đồng cảm hơn thân phận mỏng giòn, yếu đuối của con người, sẽ giúp trái tim dám đem tất cả những đau khổ ấy về khóc òa trong trái tim của Chúa, là nơi ấm áp yêu thương ngàn đời. Amen. Xin cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Chúa một bài hát, hát bằng tất cả tâm tình của mình, và chúng ta sẽ cùng nhau nhận phép lành. Trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nỗi hồng, con xin được nhiều bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người.
Xin Chúa trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em đi về bình an.